Yo, và xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Noodle Soup và mình là Tên. Đây là một cái series cực kỳ mới ở trên kênh Noodle Soup của mình. Đó chính là series My Collection. Thì ở trong cái series này mình sẽ nói chuyện với lại những người bạn của mình về cái collection của họ, xem là những người bạn của mình sưu tầm dài như thế nào. Và ok, let's go. Maybe I'm a crazy dude. You please don't touch my shoe. Keep out when I move. Chase me way to see me lose. Maybe I'm a crazy dude. Và nhân vật đầu tiên của ngày hôm nay đó chính là Nghi Dương, một người bạn ở trong Casual Friend and Family của mình. Mình với lại Nghi Dương cũng trao đổi với nhau rất là nhiều rồi. Và hôm nay mình quyết định là mời Nghi Dương tham gia cái My Collection. Thì thật sự là mình rất là thích cái cách mà Nghi Dương sưu tầm giày với lại cái cách mà Nghi Dương phối đồ. Và ok, mọi người chào đón Nghi Dương. Xin chào các bạn, mình là Nghi Dương và đây là collection của mình. Và nhân vật đầu tiên của ngày hôm nay đó chính là Nghi Dương, một người bạn ở trong Casual Friend and Family của mình. Mình với lại Nghi Dương cũng trao đổi với nhau rất là nhiều rồi. Và hôm nay mình quyết định là mời Nghi Dương tham gia cái My Collection. Thì thật sự là mình rất là thích cái cách mà Nghi Dương sưu tầm giày với lại cái cách mà Nghi Dương phối đồ. Và ok, mọi người chào đón Nghi Dương. Xin chào các bạn. Thì đầu tiên á, mình sẽ hỏi Nghi Dương 10 câu hỏi và sau đó thì Nghi Dương sẽ chia sẻ thêm về cái cách mà Nghi Dương sưu tầm giày cũng như là cái hướng mà Nghi Dương hướng đến trong cái collection của mình. Ok, và câu hỏi đầu tiên đó chính là đâu là đôi giày đầu tiên? Đôi giày đầu tiên của tôi không phải là một đôi giày hype, không phải là một đôi quá là nổi bật hay gì hết, nó chỉ là một đôi Air Max bình thường thôi. Đó là một đôi Air Max 95 Frequency Pack này. Đôi này khi mà tôi muốn mua thì tôi mua trên gốc. Tôi mua bởi vì khi đó là muốn reset lại cái closet đó, thay đổi cái style ăn mặc thì bắt đầu là mình để ý đến giày, đến quần áo hơn. Thì đây là tôi đã mua đôi này để cho nó cảm thấy là một cái gì đó fresh hơn. Ok, thì câu hỏi thứ hai đó là hiện tại ông đang có bao nhiêu đôi giày ở trong collection của mình? Hiện tại tôi có khoảng 157 đôi. Lần gần nhất tôi đếm như thế, chứ dạo này gần đây cũng không có đếm nữa rồi. Bởi vì cũng bán rồi, cũng mua lại mấy đôi mới. Thì có nhiều đôi, ví dụ như mấy đôi gì thì tôi cho đi, nhưng mà gọi mang về mấy đôi mình về lại, cho nên là tôi nghĩ không có cách đan được đâu, chỉ có hoặc là thêm hoặc là bằng nhau thôi, cho nên vẫn là 150 mấy đôi. Tính ra 150 mấy đôi là số lượng rất là nhiều luôn á. Đúng rồi. Thực ra là tôi mua để có nhiều cái size khác nhau và nhiều màu sắc khác nhau. Cho nên nếu mà đối với một người bình thường thì chỉ cần 3 đôi là đủ, nhưng mà mình thì không. Hợp lý, đồng ý. Ok, và câu hỏi thứ ba đó là số tiền lớn nhất ông từng bỏ ra cho một đôi giày là bao nhiêu và đôi giày đó là đôi giày nào? Mình có hai đôi mà mình bỏ ra số tiền giống nhau. Đó là đôi Nigel Sylvester đây và đôi Jordan 1 Red. Đây là hai đôi mà mình bỏ ra số tiền là 460 cho mỗi đôi. Đôi này thì mình trade với consignment store. Condition của nó cũng khá là beat rồi, nhưng mà mình đây là đôi giày mơ ước trong mơ của mình, cho nên chắc chắn là mình phải mua. Đôi này tôi trade với lại tôi dùng hai đôi Jordan 11 Winline 82 với Winline 96 của tôi trade lấy đôi này consignment store. Còn đôi này thì đôi Nigel Sylvester này thì khi mà thằng Amavenil nó drop lần đầu tiên Jordan 1 Amavenil thì tôi có hụt, cho nên tôi mới quyết định cho mua đôi này với cái phối màu khá là giống nhau. Nhưng mà sau khi mà mua xong rồi thì Amavenil nó mới drop restock, cho nên là thôi hốt hai đôi luôn. Hợp lý. Tôi thì tôi thấy cái đôi Negate nó đẹp hơn đôi Amavenil nhiều. Đúng rồi, đôi này nó hợp với lại cái style tôi hơn. Nó có những cái mảng vintage này. Thật ra là cũng rất là dễ phối đồ. Còn đôi Amavenil thì nó khó phối đồ so với, mặc dù nó đơn giản thiệt nhưng mà nó khó phối đồ bởi vì cái chất liệu của nó là premium. Và cái màu đỏ thẫm đó nó làm cho cái đôi giày giống như một cái đôi designer, rồi giống như một cái đôi formal shoes hơn là một đôi sneaker bình thường.
Nhưng mà khi mà tôi bỏ cái demo game lên thì nó đã dễ phối đồ hơn rất là nhiều lần. Vậy thì tính ra là 460 thì cũng không quá tệ cho một cái đôi mà kiểu mắc nhất từng bỏ ra để mua resale ha. Tính ra 460 nghe thì nó lớn nhưng mà cũng không quá tệ để khớp một đôi giày kiểu này nọ. Đúng rồi, tại vì có nhiều cũng nghi nhiều người ta bỏ sẵn ra 1-2 nghìn, không có dám bỏ số tiền lớn như vậy. Ok, tiếp theo là câu hỏi thứ tư, thì một từ để miêu tả về giày. Đối với tôi thì giày là một trong những cái item nó làm hoàn hảo thêm cho một cái outfit. Giày là để mang, nó cũng giống như một cái nhiều, ví dụ như nhiều cái bạn collab nó giống như một cái tác phẩm nghệ thuật gì đó, giống như có nhiều đôi, giống như đôi Jordan 4 Union, mà Jordan 4 Union và Jordan 1 Union cũng là hai cái đôi mà tôi rất là thích. Yeah. Nó đôi giày nó chỉ làm hoàn hảo, nhưng mà đối với tôi thực sự là bởi vì tôi thích làm về outfit thì đôi giày nó chỉ là một trong những cái item nó làm hoàn hảo theo cái bộ outfit của mình thôi. Ok, câu hỏi thứ năm, đâu là đôi giày mà ông đi nhiều nhất? Tôi có hai đôi mà nói chung là nếu mà bạn lại đi nhiều nhất thì tất cả các đôi của tôi đều mang rồi. Mỗi lần mà có giày mới là tôi mang liền để tôi thử xem nó có êm hay không. Tôi mang đi làm, tôi mang đi tập gym, mang đi mua, đi grocery. Cho nên là bạn là mang nhiều nhất thì tất cả các đôi tôi đều mang. Nhưng mà có hai đôi là tôi gọi là biết. Jordan 1 Butterfly đây, mang đi biết nét cái Đà Lạt không. Còn đôi thứ hai là đôi này Jordan 4 PSG. Đôi này tôi mang ở sân bay. Bạn mà đi Việt Nam thì biết rồi đó, đi sân bay thì mình đi một rất là nhiều, mà coi cái mũi giày như thế này thì cái đôi này cũng là nét luôn rồi á, nhưng mà mình vẫn giữ nó rất là clean. Ok, và câu hỏi thứ 6 đó là đôi giày nào là đôi giày đầu tiên trong năm 2023, hoặc là đâu là cái đôi giày mà ông cóp gần đây nhất? Tôi có hai đôi trong vòng 2023, tôi cóp được hai đôi luôn. Nhưng mà hai đôi không phải Jordan, không phải là Yeezy hay là một cái đôi giày hai nữa, mà đôi đầu tiên tôi cóp là đôi New Balance Joe Fresco, cái bản performance art, cái collection performance art. Oh yeah, performance art. Cái đôi mà tôi mua được là đôi màu xanh ngọc, chứ không phải là đôi hai đôi kia, mà thật sự tôi thích đôi màu hồng hơn, đôi xanh thẫm, đôi xanh lá với đôi màu hồng đẹp hơn rất là nhiều. Nhưng mà tại vì khi mà ra consignment store, lúc đầu là tôi muốn trade cái đôi Armani 4 á. Nhưng mà tôi mang 4 này tôi đi. Khi mà trade vô thì nó lại không có cái đôi Armani 4 đó. Nhưng mà tôi nhìn quanh hồi thì tôi thấy có đôi New Balance Performance này của Joe Fresco rồi cóp luôn. Hợp lý là chơi thôi. Ông biết á, cái đôi tôi cóp đầu tiên trong năm 2023 thì đầu năm tới giờ tôi chỉ mới cóp có hai đôi thôi. Cái đôi đầu tiên á là đôi Lobster, đôi SB Dunk Lobster. Còn cái đôi thứ hai á, tức là cái đôi này nè. Ây da. Adidas Samba Vegan. Samba năm nay là đang là trend đó. Thật sự á, tôi mua đôi này là used nha. Tôi mới mua hồi sáng này luôn. Kiểu kế bên nhà tôi nó có một cái store kiểu giống như là bán đồ second hand á, mà kiểu đồ nó có hơi lựa chọn chút xíu. Thì tự nhiên bữa giờ cũng khá là thích cái đôi Samba mà cái da vegan này. Cái tự nhiên vô trong đó có, cái tôi mua luôn. Đôi này no box, tôi mua là 45 đồng. Không biết có mắc không, nhưng mà mình thích, với lại tự nhiên có đúng size của mình thì chơi thôi. 45 là quá lẹ rồi. Tại vì đây là đôi used. Nhìn cái chiếc bên phải của nó thì nó hơi dơ chút xíu, nhưng mà tổng thể lại đế rồi này nọ thì vẫn còn ok, không bị gì hết. Tôi thấy thằng Samba này có giá trị về lâu dài rất là cao, vì nó cực kỳ bền, cái chất lượng, cái cách mà quality Adidas. Yeah, đúng rồi. Ok, và tiếp theo là câu hỏi số 7, là đôi giày nào là đôi giày mà ông đang muốn cóp nhất ở thời điểm hiện tại? Đôi tôi muốn cóp nhất ở thời điểm hiện tại là chỉ có một đôi duy nhất là Jordan 1 Union, cái đôi Black Toe á. Nhưng mà đôi ra tiền quá cho nên là cũng không có dám mơ tới. Còn đôi Jordan 1 Red thì
band á, thì tôi đã có được trong máy rồi, thì cũng rất là vui. Và câu hỏi thứ 8 là đâu là cái đôi giày mà đưa ông đến với lại Sneaker Game? Đôi mà đưa tôi tới Sneaker Game đó là một tổng hợp, tức là đôi như gì 700 Weapon rồi. Thật ra là lúc đó là năm 2019 thì phải. Đó là tôi mới trong Sneaker Game thì những cái đôi GC 350 lúc đó đang rất là hot. Nó cái bag mà tôi muốn là cái đôi Sesame Green White Butter, mà đặc biệt là đôi Sesame. Nhưng mà khi mà lúc đó thì cái giá trị về những cái đôi 350 nó cũng đang rất là cao, thì tôi mới suy nghĩ là thôi mình mua đôi này, mặc dù là đôi này nó cũng không có giá cao đâu, tại vì nó tôi thì tham rẻ mà tôi thấy đôi này mà cũng không có nhiều người thích, rẻ mà màu lại đẹp dễ phối đồ, thì tôi mới mua. Hồi đó mua 36 so với giá trị bây giờ thì cũng khá là cao. Nhưng mà hồi trước thì hồi trước thì những cái đôi này nó giá resale của nó cũng đã 300 rồi, cho nên khi mà tôi bỏ ra 36 thì cũng vẫn là cao so với bản thân tôi. Ok, và câu hỏi thứ 9 là điều gì đã giữ ông lại với là Sneaker Game? Điều tôi thích nhất ở cái Sneaker Game đó là cái cộng đồng sneaker của mình, của mọi người càng ngày càng lớn mà. Nhất là mấy cái bạn trẻ Việt Nam, đặc biệt bản thân tôi là một người mà thích phối đồ, thì khi mà tôi đi ra ngoài tôi gặp người này người kia, nhớ là mấy cái bạn Việt Nam mặc đồ rất là chất, thì tôi thích một cái cách người ta mặc đồ. Ví dụ như mấy cái bạn Việt Nam thì hay mà có mấy cái style mà oversize rồi hip hop thì nó phối đồ thì rất là xịn, còn mấy cái bạn Mỹ Điên á thì họ có những cái cách mà làm cho cái đôi giày nó nổi bật lên. Ví dụ như họ có thể mặc một cái outfit mà chỉ có một màu từ trên dưới nhưng mà nhìn rất là clean, thì đó là cũng là một trong những cái yếu tố mà giữ tôi lại với Sneaker Game. Mọi người tôi rất là thích làm outfit và tôi thích nhìn người ta làm outfit. Ok, và câu hỏi thứ 10 đó là thương hiệu và silhouette ưa thích của ông. Tôi hiện tại thì tôi chắc chắn là Jordan rồi. Chắc chắn là hiện tại là Jordan, bởi vì Jordan đang có những cái bước tiến rất là hay. Nhất là ở cái mẫu Jordan 2 trong năm nay, bởi vì Jordan 2 là một trong những cái silhouette mà tôi rất là thích, và họ khi mà họ đẩy mạnh như vậy. Tại vì nếu mà ông không biết thì năm ngoái tôi đã kiểu như là tìm trong cái market, tìm eBay, rồi tìm StockX, tìm Vogue Used, tìm những cái đôi Jordan 2, nhưng mà tôi không thể nào mà tôi tìm ra một cái đôi mà gọi là ưng ý đối với bản thân mình. Nhưng mà năm nay nó tình cờ nó drop một lượt, năm ngoái nó drop một lượt Junior Jordan 2 nè, Amelia Chicago Jordan 2, cái đôi mà son Chateau Rouge á. Cái đôi đó là một trong những đôi mà tôi cực kỳ thích luôn, cho nên tôi cóp hết 4 đôi đó. Còn mấy cái đôi, những cái brand khác, ví dụ như New Balance tôi cũng có. New Balance thì tôi có 4 đôi. Còn Adidas, Yeezy thì tôi có khoảng 10 đôi. Nhưng mà hầu hết là Jordan với Nike. Nhưng đặc biệt dạo gần đây là tôi cực kỳ thích Air Max 1. Air Max 1, yeah, hợp lý. Ok, câu hỏi này extra thêm nha. Extra thêm câu hỏi số 11. Thì nếu mà ông phải chọn một đôi giày để ông mang kiểu suốt cả cuộc đời luôn, không giờ đổi cái đôi giày đó, thì ông sẽ chọn là đôi giày nào? Tôi sẽ chọn cho tôi chọn silhouette được không? Hay là chọn một đôi giày silhouette cũng được. Yeah, silhouette thì cho nó dễ. Tôi sẽ chọn Air Max 1. Air Max 1 là tại vì có rất là nhiều phối màu, đặc biệt là có một cái phối màu mà tôi cực kỳ thích, cũng là tôi design luôn. Nice. Đây là cái đôi mà mình đã design ở trên này. Đây là cái đôi đôi giày MS1 mà mình đã design. Tôi design này thật sự là chỉ có làm theo sở thích thôi, nhưng mà sau khi mình nhận được đôi giày trên tay thì cảm thấy là
Trời ơi, sao đôi này đẹp vậy? Ok, hợp lý. Ok, thì bây giờ mình đã xong 11 câu hỏi rồi. Thì ông Nghi Dương có muốn chia sẻ gì cho các bạn đang xem cái video này không? Tôi muốn chia sẻ một cái là những cái tip, cái trick mà khi mà tôi cóp giày á. Khi mà tôi cóp giày là hầu hết là những cái đôi mà hồi năm ngoái, trừ hai cái đôi Nigel Silvestre với lại đôi Brett ra, là đôi đó, những cái đôi đó nếu mà mình bỏ tiền ít thì không bao giờ mua được hết. Còn cái phương châm của tôi là tôi không bao giờ tôi mua một đôi giày quá 300 đô. Đó là năm ngoái thôi. Còn năm nay thì tôi có thể là mình trade vô thì mình có thể là mình mua được những cái đôi hype hơn. Thì hầu hết những cái collection của tôi là tôi mua retail. 50% mua retail, còn 50% còn lại là mua used. Có những cái đôi tôi mua 50-70 đô. Tôi đi convention, tôi gặp người này người kia, tôi thấy là thằng đó nó bán đôi gì 500 của cao quá, có 100, tôi mới vô tôi nói nó là thôi mày đôi này không ai mang nữa, có mình tao mang, mày bán rẻ tao đi. Thế nó kêu nó bán 70, tôi trả giá 70, nó kêu nó bán 70. Một lần khác là tôi đi convention, tôi cũng hút được đôi Quantum màu kem á. Đôi nó cũng đôi gì gì Quantum, yeah, 70 luôn. Thì rồi có những cái đôi mà tôi có được trên eBay. Đây là một trong những đôi mà tôi thích nhất, đôi Jordan 3 Infrared. Đôi này tôi có được trên eBay. Thì tôi cũng có lời khuyên là trên eBay á là một trong những cái market nó cực kỳ có lợi khi mà mình săn giày used, bởi vì nó có cái nhiều cái option cho mình, ví dụ như offer, auction, đấu giá. Nhất là cái đấu giá có nhiều đôi mà nhiều người ta không biết, nhưng mà chỉ có một mình biết. Khi mà mình đấu giá là mình đấu giá với thằng đó thôi, chứ mình không có ai mà cạnh tranh với mình hết á. Thì đây là một trong cái đôi Jordan 3 Infrared này, một trong những đôi mà tôi mua kiểu đó. Rồi có đôi đôi Jordan 1 Infrared, đôi Defiant chứ. Jordan 1 Defiant này tôi mua, nó rất là clean nha. Nó giống như là condition của nó là 90% á. Nhưng mà đôi này 120, cũng là 120, bởi vì tôi tìm được đôi này. Nhưng mà thực sự là cái sở thích của tôi cũng hơi dị, cũng là tôi mua nhiều. Những cái đôi mà tôi thích đều là thích 30% của nó là đều là brick. Ví dụ như có nhiều đôi như là đôi Jordan 8, Jordan 9, nó rất là đẹp nha, tôi thích. Ví dụ như đôi Jordan 8 collab với lại Undefeated này, đôi này đâu có người mang đâu, đôi này không có người thích hết á. Không ai thích thì tôi thích. Cảm ơn, phải không? Không ai thích thì để tôi, phải không? Không ai thích thì thôi, tôi cảm ơn. Nếu như cho đàn hai giá, không ai mua thì không, cảm ơn. Ok, nói chung là cái lý do mà tôi mời ông á là tôi rất là thích cái cách ông sưu tầm giày. Kiểu nó dị dị mà nó lạ lạ sao mà nó hay lắm. Kiểu nói chung là với lại tôi rất là thích cái cách mà ông mang cái đôi giày mix chung với lại một cái phối đồ. Kiểu nhìn nói chung là ông nhắm một đôi nào đó là ông đã kiểu giống như là set up được một cái mix, một cái outfit cho cái đôi giày đó luôn rồi. Tôi cảm thấy vậy, phải vậy không? Đúng rồi, thật ra là tại vì khi mà tôi mua một đôi giày á là tôi biết là trong cái tủ đồ của mình có nhiều cái gì. Khi mà mình mặc lên thì nó trông có hợp không. Ví dụ như cái đợt vừa rồi nó drop đôi Jordan 1 Starfish mà phiên bản của Women á. Thì tôi cũng rất là thích đôi đó, tôi biết là ở phố đồ như nào luôn. Nhưng mà thật sự là trong tủ đồ của tôi có đôi này rồi, đôi Jordan 5. Người ta kêu là Starfish Bad Boy. Nhưng mà đôi này thì cũng màu kem, cho nên là thôi mình người ta mang Jordan 1 nhiều quá, tôi cũng có nhiều Jordan 1 quá rồi, nên thôi Jordan 5. Bởi vì khả năng của tôi có thể phối được cả Jordan 8, 9, 10. Ok, thì nãy giờ video của mình nó cũng hơi dài rồi, thì ông có lời nhắn nhủ nào đối với các bạn kiểu là sưu tầm như thế nào, hoặc là kiểu như thế nào đối lại cái video này không? Tôi có một cái ý này thì tôi có thấy có nhiều bạn á mà mua, nếu mà các bạn không phải reseller á
thì các bạn đừng có dán đế, rồi đừng có làm cho, đừng có để cái crease protection vào. Vì khi mà mình mua đôi giày về á, làm để mình mang, đôi giày nó phục vụ mình. Cho nên là khi mà mình mua một đôi giày về mình mang lên chân á, mà mình mang mình cảm thấy mình thích á, là khi là mình phải cảm nhận được toàn bộ cái chất liệu, rồi cảm nhận được toàn bộ cái bộ đế của nó, thì các bạn cứ mang đi, cứ mang cho thoải mái đi. Giày là để mang mà, giày phục vụ mình mà, chứ đâu mình không muốn phục vụ nó. Hợp lý, ok, tôi cũng rất là thích cái idea này. Ok thì cho nên là cứ khi mà giày mua về là tôi mang ngay ngày hôm sau. Ok, trong năm sau á thì tôi sẽ ráng học hỏi ông về cái chuyện là mua giày hôm trước xong mà hôm sau mang luôn. Tôi thì cũng không có ngại mang giày used đâu, nhưng mà có điều là giày size của tôi thì hơi khó tìm chút xíu, cho nên là used thì cũng ok thôi. Ok và rất là cảm ơn ông khi mà đã xuất hiện ở trên cái tập My Collection đầu tiên. Thì cảm ơn ông rất là nhiều. Rất là vinh hạnh được xuất hiện trong tập đầu tiên. Ok, và nếu mà các bạn thích cái video này thì đừng quên để lại cho mình một like, một share, một subscribe ha. Và mình sẽ để Instagram của Nghi Dương ở đây, để nếu mà các bạn nào muốn kiểu tham khảo về mix đồ, về phối đồ, thì các bạn cũng có thể có một nơi để xem, một nơi khá là uy tín. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và peace out.